Vừa qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ điện giật khiến cho ba người trong một gia đình tử vong thương tâm. Sau cơn mưa lớn, cây xanh ngã đổ làm đường dây điện 3 pha bị đứt. Bà cụ ra trước nhà để quét nước và trúng phải dây điện, bị giật té ngã. Chồng, con trai và cháu nội ra ứng cứu thì bị điện giật tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cho ba người trong một gia đình tại khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị điện giật tử vong. Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, trời mưa kèm theo rông lốc làm cây xanh trên đường bị đổ, đè đứt đường dây điện ba pha. Lúc này, bà Nguyễn Thị Nhị, sinh năm 1953, ngụ ở thị xã Bến Cát, ra quét nước ở phía trước nhà. Không may va và trúng vào dây điện nên bị giật té ngã xuống đất. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Lên, sinh năm 1952, chồng của bà Nhị, cùng Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1983, con trai của bà Nhị, và Nguyễn Thái Dương, sinh năm 2011, cháu nội của bà Nhị, ở trong nhà, liền chạy ra ngoài để ứng cứu, cũng bị điện giật té ngã. Vụ việc khiến cho ông Lên, anh Bình và cháu Dương tử vong, riêng bà N chỉ bị thương. Nhận được tin báo, công an thị xã Bến Cát đã có mặt, phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Cùng ngày, chính quyền địa phương đã tới chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân và hỗ trợ 70 triệu đồng. Vụ việc xảy ra là điều không ai mong muốn. Một lần nữa xin được gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân trước nỗi đau mất mát quá lớn này. Bên cạnh đó, đây cũng là lời cảnh báo đắt giá đến tất cả người dân về việc phòng tránh các sự cố tai nạn về điện. Theo đó, người dân phải thường xuyên phối hợp với ngành điện để kiểm tra, củng cố dây dẫn điện sau công tơ, không để dây điện dạn nứt, giò điện nhất là trong mùa mưa bão, đặc biệt không được chạm vào cột điện, dây trăng cột điện, dây nối đất cột điện để đề phòng điện giật do giò điện.